Chà, hôm nay đi kiếm được căn nhà ngon ghê. 60 mét vuông xây 3 tầng, chừa sân vậy thôi, chứ không có miếng lộ dưới nào hết. Hàng đậu xe hơi thoải mái, khang trang sạch đẹp. Giờ không có chủ nhà ở nhà, nên mình ghép ảnh vậy nha, nhà đẹp lắm. Nhà này chủ xây chất lượng để ở. Nội thất xịn sò không biết có tặng luôn không. Giếng trời phía sau khá rộng, lát tiểu cảnh thì đẹp nha. Nhà chỉ vài bước chân là ra tới đường, Mã Lò, đoạn gần Lê Văn Quế. Giữa nhà cũng có giếng trời, nên vô cùng thông thoáng, phòng nào cũng có cửa sổ. Diện tích nhà gần 60 m², mỗi tầng có 2 phòng ngủ rộng, nhưng chỉ có 1 nhà vệ sinh, nhưng vậy cũng đủ dùng rồi. Giá chốt chỉ khoảng 6 tỷ 7 thôi, nhanh lên nào khách hàng ơi. Liên hệ em 0902732168 để xem nhà nhé.